chúng ta xem xét giải quyết cái bài tập này ha. Thì chúng ta sẽ đánh giá cái đích phân này, phân bất định này ha, nguyên hàm này, thông qua một cái chuỗi lý thừa quanh không. Nếu không cho nó quanh không thì nó sẽ có vô số kết quả khác nhau. Thật ra mình tập trung vào cái việc xử lý tìm cái khoảng hội tụ, hay là cái thuật ngữ tiếng Việt có thể dùng là miền hội tụ của chuỗi lý thừa sau khi lấy nguyên hàm ha. Trước hết chúng ta lưu ý quan trọng ha. Chúng ta xét cái hàm F chính là cái chuỗi lý thừa ha. K chạy từ 0 vô cùng CK x trừ A mũ K CN x trừ A mũ N. N chạy từ 0 vô cùng cũng được ha. Có bán kính hội tụ là R. Thì lúc đó chúng ta sẽ có trên với mỗi nằm trên cái quảng hội tụ chúng ta sẽ có được sao? Khoảng A trừ R đến A cộng R. Ở đây chúng ta giả định R của ta là một số thực dương. Chúng ta bỏ qua cái trường hợp tầm thường R bằng 0, R bằng vô cùng. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được nguyên hàm của F này. Thì nó chính là nguyên hàm của cái tổng này. Chúng ta có thể đổi thứ tự của tổng và tích phân ha, nguyên hàm. Sau khi đổi thứ tự ra như này là tổng K chạy từ 0 vô cùng nguyên hàm CK x trừ A mũ K hay K N cũng được đó. Thì cộng C một lần thôi. Lát nữa lấy các nguyên hàm này chúng ta không cần cộng C nữa. Thì nó sẽ bằng tổng K chạy từ 0 đến vô cùng CK nhân cho x trừ A mũ K nhân cho K cộng 1 C. Chúng ta sẽ có một cái lưu ý quan trọng là cái đẳng thức này sẽ xảy ra với mỗi trục cái khoảng A trừ R đến A cộng R. Hai tại hai điểm đầu mút có bằng, có xảy ra hay không thì chúng ta chưa chắc chắn ha. Và một cái điều lưu ý quan trọng là cái chuỗi lý thừa bên dưới này nè, nó sẽ có bán kính hội tụ là R luôn. Một cách tự nhiên thì bán kính hội tụ của nó là R phẩy và nó bằng R luôn. Đây chính là bán kính hội tụ. Chúng ta còn một vấn đề cần đặt ra là chúng ta tìm miền hội tụ của chuỗi này. Chính vì hai cái chuỗi này đều là hai cái chuỗi lý thừa quanh không ha, chuỗi trên nè và chuỗi dưới nè đều là các chuỗi lý thừa quanh không và nó cùng bán kính hội tụ, do đó chúng ta lưu ý rằng là cái chuỗi dưới nè ý số 2 nha, lưu ý tiếp theo chuỗi sau khi lấy nguyên hàm này thì nó có đặc điểm sao? K cộng 1 K chạy từ 0 đến 1 cùng. Thì chúng ta sẽ có thể dựa vào cái một cái hình ảnh sau để minh họa. Đây là A trừ R là A cộng R. Thì chính vì cái chuỗi lý thừa này nè nó hội tụ có bán cái hội tụ là R, do đó trong cái khoảng này tại hai cái điểm này chấm hỏi này chúng ta chưa biết, chưa có lý thuyết tổng quát để giải quyết, còn trong cái khoảng này thì nó hội tụ, bên ngoài thì nó phân kỳ. Ngoài đó thì phân kỳ thôi.
Vậy chính vì cái thông tin là hai cái chuỗi này có cùng bán kính hội tụ, do đó từ cái việc chúng ta biết được cái bán kính hội tụ của chuỗi trên, chúng ta có thể xác định được cái bán kính hội tụ của chuỗi dưới, từ đó chúng ta gần như chúng ta đã xác định được cái khoảng hội tụ cũng chính là cái miền hội tụ của cái chuỗi dưới. Tuy nhiên tại hai cái điểm chấm hỏi này, hai điểm chấm màu vàng này, thì chúng ta chưa biết được cái sự hội tụ của nó. Vậy để tìm ra được cái khoảng hội tụ của chuỗi lũy thừa mới này thì chúng ta cần khảo sát sự hội tụ của chuỗi tại hai cái điểm này thôi. Chúng ta không cần phải làm một lại một cái quá trình từ đầu là tìm bán kính hội tụ rồi tìm miền hội tụ, mà chúng ta chỉ cần khảo sát sự hội tụ của chuỗi tại hai cái điểm này thôi. Hai cái điểm chấm hỏi nè. Và ngoài ra chúng ta cần lưu ý thêm một cái điều nữa liên quan đến chuỗi lũy thừa ha. Ở chuỗi lũy thừa đặc biệt, chúng ta sẽ có được cái một cái hàm F cái dạng như thế nào, một chữ x này. Một trên một chữ x thì chúng ta dùng cái lý thuyết về chuỗi hình học, chúng ta sẽ có được cái này có thể khai triển thành chuỗi lũy thừa quanh không x mũ k trên k đi thừa, x mũ k trên k này, x mũ k thôi, tổng x mũ k k chạy từ 0 đến vô cùng. Ở đây chúng ta quy ước x mũ 0 bằng 1. Và ở đây cái chuỗi này có bán kính hội tụ này, bằng 1. Thậm chí chúng ta biết được cái miền hội tụ của chuỗi này nè, tập hợp những x sao cho trị đó nhỏ hơn 1. Rồi, như vậy là cái đẳng thức này sẽ ra với trị đó nhỏ hơn 1. Ta có thể biểu diễn cái hàm như thế này, có dạng như thế này thành chuỗi lũy thừa, chính xác là chuỗi lũy thừa quanh không ha. Thì hiển nhiên là chúng ta có thể thay con x bởi một cái con khác là một con u ha, một chữ u này, thì nó là tổng k chạy từ không đến vô cùng, thay con x bởi u, u mũ k. Miễn sao cho trị đối u nó nhỏ một là được. Bằng cách sử dụng cái đẳng thức này cách linh hoạt thì chúng ta có thể giải quyết bài toán bên trên. Và chúng ta lưu ý rằng là nhớ là cái chuỗi lũy thừa ban đầu này và chuỗi lũy thừa sau cái lấy nguyên hàm này nó cùng bán kính hội tụ. Chính vì thế chúng ta xác định được, gần như xác định được tập hợp tất cả những cái điểm mà chuỗi lũy thừa mới này hội tụ trừ hai cái điểm biên này thôi. Rồi, ta quay lại bài toán này. Thì đầu tiên thì chúng ta biểu diễn cái hàm F nè, hàm dưới dấu tích phân nè. Nhìn nè, ta có được kết quả này. Thì chúng ta sẽ biểu diễn F dưới dạng chuỗi lũy thừa quanh không ha, nhằm tập trung vào quanh không, tức là A bằng không nè. Biểu diễn thì chúng ta xét cái hàm F ha. Bằng x trên cho 1 trừ x mũ 12. Thì cái con x này nè, nó là một cái chuỗi, là nó một cách nôm na nó cũng là sẽ xét là chuỗi lũy thừa quanh không rồi. Chúng ta chỉ cần xử lý 1 trên 1 trừ x mũ 12 thôi. Thì chúng ta lưu ý ta dùng cái kết quả bên dưới này, với u bằng x mũ 12 thì chúng ta sẽ có được như sau này, bằng x nhân cho cái tổng k n cũng được, n chạy từ 0 đến vô cùng, u mũ n tức là x mũ 12 tất cả mũ n. Ở đây chúng ta có ràng buộc là cái điều kiện là trị đối x mũ 2 nhỏ hơn 1. Viết lại x mũ 12 tất cả mũ n tức là x mũ 12 n nhân với x vào trong ra chính là x mũ 12 n cộng 1, vậy là tổng n chạy từ 0 đến vô cùng x mũ 12 n cộng 1. Với chúng ta khai triển này ra thì nó chính là trị đối x nhỏ hơn 1. Từ đây chúng ta sẽ nhận ra được cái chuỗi này nè, chuỗi lũy thừa này có bán kính hội tụ là 1 ha. Chúng ta có thể thấy được rằng là với trị đối x lớn 1 chuỗi này phân kỳ ha, dùng cái ý tưởng liên quan tới chuỗi hình học chúng ta nhận ra được cái bán kính hội tụ của chuỗi
trên chuỗi này. Rồi từ đây chúng ta nhớ rằng là sau khi mình lấy nguyên hàm thì cái chuỗi mới nó cũng có bán cái tụ lệ R bằng 1. Nguyên hàm đồng thép đang dẫn cậu à. Thì theo cái lý thuyết chuỗi lý thừa ha, chúng ta có thể đưa cái nguyên hàm vào bên trong cái tổng chuỗi này. Tổng N trở từ 0 đến vô cùng. Nguyên hàm x mũ 12N cộng 1. Và chúng ta cộng C một lần thôi. Nó ra cái tổng sau. N trở từ 0 đến vô cùng. X mũ 12N cộng 2 trên cho 12N cộng 2 C. Trong đó trị đối chúng ta nhỏ hơn 1. Chắc chắn rằng cái chuỗi này, cái dấu bằng này sẽ ra khi trị đối nhỏ hơn 1 ha. Và hơn nữa chúng ta có được cái chuỗi mới này nè, có bán kính hội tụ là chính là bán kính hội tụ của chuỗi trên luôn. Ta giải quyết cái chuỗi mới ha. Chuỗi này OB ha. Dùng cái lý thuyết bên kia thì chúng ta có được chuỗi này có bán cái hội tụ R phẩy bằng R bằng 1 luôn. Bây giờ như vậy chúng ta sẽ có được là chắc chắn được rằng là trị đối nhỏ hơn 1 thì chuỗi này hội tụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để tìm miền hội tụ của chuỗi mới này. Chuỗi này thì chúng ta sẽ tìm khảo sát sự hội tụ của chuỗi tại hai cái điểm đồng mốc, tức là hai cái điểm này a bằng 0 ha, r bằng 1, thì chúng ta khảo sát sự hội tụ của chuỗi tại 1 với trừ 1 nữa là xong. Rồi tại 1 phẩy bằng 1, chúng ta bỏ C ra luôn ha. Chuỗi này rồi trừ từ 0 vô cùng x mũ 12n cộng 2 trên cho 12n cộng 2. Trở thành cái chuỗi sau. Một phần 12N cộng 2 chỉ từ không cùng. Thì chúng ta khảo sát sự hội tụ của chuỗi số này, chúng ta có nhiều cách để khảo sát. Chẳng hạn chúng ta dùng tiêu chuẩn so sánh dạng bất thức hoặc chỉ giới hạn. Dùng tiêu chuẩn tích phân để xử lý ha. Ở đây chúng ta dùng tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn ha. Xét n một phần 12n cộng 2 bn bằng một phần n là tập số tự nhiên. Nhớ tập số tự nhiên chúng ta là bắt đầu từ 1. Khi đó chúng ta có điều thứ nhất, đang áp dụng tiêu chuẩn so sánh cho các chuỗi số dương có AN, BN dương. Điều thứ hai, người có giới hạn của AN trên BN. Dễ dàng thấy được rằng bằng 1 phần 12. Tất nhiên nó là một số thực dương. Các không các vô cùng ha. Chính điều này chúng ta sẽ có được là hai cái chuỗi này, chuỗi AN và chuỗi BN đều cùng tính chất hội tụ, tức là cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Hơn nữa, chúng ta dễ dàng thấy rằng là cái chuỗi BN là một chuỗi phân kỳ. Đây là chuỗi điều hòa. B series với B bằng 1 thì chắc chắn là phân kỳ. Theo cái khẳng định lúc nãy thì chúng ta có được hai chuỗi này cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ, mà chúng ta đã có biết được chuỗi BN phân kỳ rồi. Chính vì thế chúng ta áp dụng tiêu chuẩn so sánh thì chúng ta có được chuỗi AN phân kỳ.
Hơn thế nữa, tại x bằng trừ 1, chúng ta cũng sẽ có được cái chuỗi y hệt như thế này. Tại vì đây là 12n cộng 2 là số chẵn nè. X bằng cộng trừ 1 thì nó cũng vậy thôi. Vậy x bằng 1, x bằng cộng trừ 1 nó chung luôn ha. Rồi. Như vậy theo các tính toán này chúng ta sẽ có được cái khoản tiền hội tụ của chuỗi này. Thì chúng ta chú ý rằng hai cái điểm đây nè, một với trừ một chuỗi phân kỳ, cho đó chúng ta bỏ luôn hai cái điểm này luôn. Vậy miền hội tụ của chuỗi chính là cái khoản trừ một một. Chính vì thế chúng ta có được miền hội tụ của chuỗi liên thừa. Là cái khoảng trừ 1, 1. Khoảng mở ha, không lấy hai đầu mút. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái lý thuyết, dùng cái ý tưởng của chuỗi hình học để chúng ta viết hàm F lại thành tổng chuỗi, thành một cái chuỗi lý thừa quanh không. Sau đó chúng ta lấy nguyên hàm trên cái khoảng hội tụ của chuỗi lý thừa, chúng ta có thể lấy nguyên hàm một cách thoải mái, đảm bảo được rằng là ta có thể đổi thứ tự của tổng chuỗi với nguyên hàm. Sau đó chúng ta để tìm ra được cái chuỗi lý thừa mới này, tìm bán kính hội tụ thì cơ bản nó, bán kính hội tụ nó chính là bằng bán kính hội tụ của chuỗi gốc. Sau đó chúng ta tìm miền hội tụ thì chúng ta chú ý rằng chính vì cái bán kính hội tụ nó như cái bán kính hội tụ chuỗi gốc, do đó chắc chắn là với trị đối nhỏ hơn một chuỗi hội tụ. Như vậy chúng ta chỉ cần khảo sát sự hội tụ của chuỗi tại cộng trừ một nữa thì chúng ta sẽ tìm ra được miền hội tụ của chuỗi lý thừa tại cộng trừ một thì nó như bên dưới. Từ đó chúng ta có kết luận về cái miền hội tụ của chuỗi lý thừa.